khuyên ăn người ăn hiền ở lành. Còn bên kia nó có phần chính trị trong đó, nhưng mà đa số mấy người làm chuyện không đúng có tịch hay rụt rịch đó. Nó mà có bản số xe của chút xíu thôi mà nó mồi cái lò qua tới Đức nó đem ông Thanh về. Ồ, mấy người làm chuyện xấu có tịch rụt rịch lắm gì cũng sợ hết trơn. Nhưng mà những người đó họ hàng hàng lớp lớp, họ không có sống tuổi thọ cao, họ bị mấy gì phạt về giữa đường gãy gánh hết. Họ ma diệt ma quỷ diệt quỷ mà họ đi ăn hiếp dân lành, thì những đảng viên khác, những bè bạn của họ lại đi ăn hiếp lại họ, bắt lại họ. Họ không có đối với một cái thể chế vô thần, họ không có nhân tính, họ không có đồng đội, họ không có tình bạn hữu và họ không có tình người. Họ chỉ có quyền lợi và cá nhân và hận thù và oán ghét thôi. Cho nên hôm nay là bạn với nhau, nhưng mà mai tao biết mày có nhiêu tiền á, tao kêu người ta tới gõ cửa nhà mày. Đó là thể chế vô thần, nó dạy ra những con người không có chung nghĩa là như vậy. Cho nên bây giờ đâu có ai tin đảng, đảng chẳng tin lãnh đạo, lãnh đạo không có tin thể chế nữa. Đó là sự thật đó.